Dự kiến đến năm 2030, Việt Nam tiêu thụ cả 1 triệu ô tô một năm. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thị trường ô tô cũng chứng kiến những chuyển biến tích cực với mục tiêu đầy tham vọng. Phải có cơ sở thì Việt Nam mới có thể đặt mục tiêu tiêu thụ 1 triệu ô tô vào năm 2030. Các yếu tố như thu nhập tăng, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và chính sách hỗ trợ từ chính phủ đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường ô tô Việt Nam. Bên cạnh đó, sự gia nhập của nhiều thương hiệu ô tô quốc tế cùng với những nỗ lực của các nhà sản xuất nội địa cũng đang tạo ra nhiều sự lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần vượt qua một số thách thức, từ cơ sở hạ tầng giao thông đến việc phát triển công nghệ xanh. Sự quyết tâm và những bước đi chiến lược trong thời gian tới sẽ quyết định sự thành công của ngành ô tô trong tương lai gần. Vừa qua, tại dự thảo chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030, Bộ Công Thương cho biết mục tiêu tổng lượng ô tô bán ra đạt khoảng 1 đến 1,1 triệu xe, tốc độ tăng trưởng bình quân 14 đến 16% mỗi năm. Trong đó, tiêu thụ xe điện và hybrid năng lượng mặt trời chiếm 350.000 chiếc đến năm 2030. Đến năm 2045, tăng trưởng thị trường này có thể đạt 11 đến 12% mỗi năm, tổng lượng xe từ 5 đến 5,7 triệu chiếc. Trong đó, xe điện sử dụng năng lượng sạch chiếm 80 đến 85% thị phần, tương đương 4,3 đến 4,4 triệu xe. Sản lượng xe lắp ráp trong nước khoảng 4 đến 4,6 triệu chiếc, đáp ứng 80 đến 85% nhu cầu nội địa. Mức tiêu thụ đặt ra tới năm 2030 gấp khoảng 2,5 lần số liệu ghi nhận vào cuối năm 2023. Bộ Công Thương dẫn báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, năm 2023, lượng xe trên toàn quốc đăng ký mới là hơn 408.500 chiếc, tổng số xe đã đăng ký lũy kế đến cuối năm là 6,31 triệu chiếc. Mức này cũng gấp đôi lượng bán ra kỷ lục năm 2022, vượt 500.000 xe, thuộc nhóm 4 thị trường lớn nhất Đông Nam Á. Thời điểm đó, doanh số nửa triệu xe tại khu vực vốn chỉ có 3 thị trường lớn nhất là Thái Lan, Indonesia và Malaysia đạt được. Cùng với đó, tăng trưởng sức mua của thị trường ô tô Việt Nam cao thứ hai khu vực chỉ sau Malaysia. Theo Bộ Công Thương, từ năm 2011 đến nay, thị trường ô tô Việt Nam liên tục tăng trưởng. Hiện mức sở hữu xe bình quân đầu người là 63 xe trên 1.000 dân vào năm 2023. Nếu chỉ tính xe du lịch dưới 9 chỗ, tỷ lệ sở hữu ô tô là 30 xe trên 1.000 dân. Tỷ trọng xe cá nhân, gia đình và tổ chức chiếm 67% tổng lượng ô tô đang lưu hành toàn quốc, theo cơ quan quản lý. Khi xây dựng chiến lược lần này, nhà chức trách cũng đã muốn tăng tỷ lệ xe sản xuất lắp ráp trong nước lên khoảng 70% so với nhu cầu nội địa vào năm 2030 và đáp ứng 87% vào năm 2045. Hiện tỷ trọng xe nhập khẩu nguyên chiếc, CBU, vẫn khá lớn, khoảng trên 40%, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan và VAMA. Cùng đó, Việt Nam định hướng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể, đến năm 2030, ngành công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất ô tô sẽ đáp ứng khoảng 55-60% nhu cầu về linh kiện, phụ tùng cho sản xuất lắp ráp trong nước, tăng lên 80-85% vào năm 2045. Ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ tăng ứng dụng công nghệ để chế tạo các chi tiết, linh kiện quan trọng như bộ truyền động, hộp số, động cơ, thân vỏ xe. Họ cũng phải tăng hợp tác với các hãng ô tô lớn, lựa chọn loại phụ tùng, linh kiện có thể sản xuất để đảm nhận vai trò mắt xích trong chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu. Hiện cả nước có khoảng 30.000 doanh nghiệp cơ khí, chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo. Song, theo Bộ Công Thương, chất lượng nguồn nhân lực ngành cơ khí chưa đáp ứng nhu cầu vận hành các thiết bị công nghệ cao. Đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sản xuất, hiệu quả kinh tế của ngành gia công cơ khí. Trong khi đó, những linh kiện nội địa hóa được chủ yếu là các chi tiết cồng kềnh, dạng đơn, sử dụng nhiều nhân công, giá rẻ như ghế, ắc quy, nhựa cỡ lớn. Phần lớn linh kiện yêu cầu hàm lượng chất xám kỹ thuật cao phải nhập khẩu. Doanh nghiệp trong nước cũng chưa sản xuất được các cụm linh kiện phức tạp. Những bộ phận trên xe hơi được làm chủ yếu từ sắt thép, trong khi Việt Nam vẫn chưa tự chủ được nguồn cung này. Đặc biệt, những bộ phận chịu lực, nhiệt cao như động cơ, hộp số, trục khuỷu đều phải làm từ gang xám, gang dẻo, gang cầu, hợp kim nhôm mà Việt Nam vẫn phải nhập khẩu. Thông thường, chuỗi giá trị ngành ô tô chia làm hai phần. Hàng nguồn là các khâu thiết kế, sản xuất linh kiện, phụ tùng cấp 1, cấp 2. Khâu này chiếm gần 60% giá trị thành phẩm xe, nhưng các doanh nghiệp ô tô nội địa hoàn toàn bị động. Còn khâu thượng nguồn gồm lắp ráp, phân phối, bán hàng và chăm sóc khách hàng chỉ đóng góp khoảng 15% tổng giá trị xe. Đây chính là khâu các doanh nghiệp Việt Nam đang làm.
Thái Lan hiện có 710 nhà cung cấp cấp 1, 1.700 đơn vị cấp 2 phục vụ ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Nhưng Việt Nam chỉ có khoảng 33 nhà cung cấp cấp 1 và khoảng 200 nhà cấp 2. Thậm chí, Việt Nam không có một nhà cung cấp có tên tuổi lớn chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho ngành này. Để tạo ra được những sản phẩm ô tô tốt, cần có vật liệu tốt để chế tạo và năng lực chế tạo, lập trình robot, kiểm soát chất lượng phải cao, Bộ Công Thương đánh giá cho rằng đây là việc cần cải thiện. Thực tế, ngành ô tô Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường nhưng vẫn chưa tạo được lòng tin cao ngay cả với người tiêu dùng nội địa. Ô tô nội địa, sức bật tăng vọt nhờ kích hoạt thêm chính sách ưu đãi. Ngành ô tô nội địa Việt Nam đang trải qua giai đoạn bùng nổ ấn tượng, đặc biệt nhờ vào những chính sách ưu đãi mới từ chính phủ. Những biện pháp này không chỉ kích thích tiêu dùng mà còn tạo ra động lực cho các nhà sản xuất trong nước mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với việc giảm thuế, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ và khuyến khích sản xuất xe điện, thị trường ô tô nội địa hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Vì vậy mà vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã đặt kỳ vọng đến năm 2030, quy mô thị trường ô tô sẽ đạt hơn 1 triệu chiếc trên một năm, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển xe điện. Dự thảo quyết định của Thủ tướng về chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi. Dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng thị trường ô tô bình quân 14% đến 16% trên một năm, sức mua lên đến 1 đến 1,1 triệu chiếc trên một năm, trong đó các dòng xe xanh chiếm khoảng 18% đến 22%. Tổng sản lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước tăng trưởng 18% đến 20% trên một năm, sản lượng đạt 600.000 đến 700.000 chiếc vào năm 2030. Mục tiêu tăng trưởng toàn thị trường giai đoạn 2031-2045 là 11% đến 12% trên một năm. Số lượng xe tiêu thụ đạt từ 5 đến 5,7 triệu chiếc trên một năm, trong đó xe điện và xe sử dụng các dòng năng lượng sạch khác chiếm 80% đến 85%. Số lượng xe nội địa trong giai đoạn này tăng trưởng 13% đến 14% trên một năm, sản lượng đạt 4 đến 4,6 triệu chiếc trên một năm, tương ứng 80% đến 85% nhu cầu nội địa. Đáng chú ý, theo dự thảo, tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, phụ tùng đạt 55% đến 60% vào năm 2030 và tăng lên 80% đến 85% vào năm 2045. Các chuyên gia đánh giá, thị trường ô tô Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng trong giai đoạn 2024-2030. Trên cơ sở, nước ta đã bước vào giai đoạn ô tô hóa khi tỷ lệ sở hữu xe bình quân đầu người đạt hơn 50 ô tô trên 1.000 dân vào năm 2030. Tuy nhiên, chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng cho rằng, để ô tô hóa đúng nghĩa, việc đầu tư hạ tầng giao thông, trạm sạc, nguồn điện, bãi đổ phải đi trước nhằm tránh tình trạng kẹt xe ở thành phố lớn hay thiếu điện ở khu vực nông thôn. Đại diện một doanh nghiệp ô tô nêu quan điểm, các mục tiêu trong dự thảo quyết định của Thủ tướng về chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có hiện thực hóa được hay không còn phụ thuộc rất lớn vào bề đời chính sách. Các nước trong khu vực như Indonesia, Thái Lan thực hiện chiến lược ô tô hóa chỉ trong vài năm nhờ chính sách hỗ trợ rất lớn của chính phủ. Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương thừa nhận quy mô ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam hiện còn khá khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả dung lượng thị trường và sản lượng sản xuất. Năm 2023, thị trường ô tô Việt Nam chỉ đạt quy mô khoảng 302.000 chiếc, trong khi Thái Lan là 759.000 chiếc và Indonesia là 887.000 chiếc. Công nghiệp phụ trợ chỉ cung ứng được các cụm chi tiết đơn giản, công kênh như khung ghế, ắc quy, chi tiết nhựa cỡ lớn, khiến Việt Nam chỉ dừng ở khâu lắp ráp với giá thành cao hơn 10% đến 20% so với các nhà sản xuất lớn ở Đông Nam Á. Ưu đãi đặc biệt với xe điện. Dự thảo đề cập việc đẩy mạnh xây dựng chính sách ưu tiên phát triển sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô điện, ô tô sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng liên quan như trạm sạc điện, trạm nạp nhiên liệu, trạm biến áp, hạ tầng giao thông, lưới điện. Ngoài ra, Bộ Công Thương đề xuất chính sách kích cầu thị trường, tập trung vào chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm lệ phí trước bạ đối với xe điện và xe hybrid, hỗ trợ người tiêu dùng phí đậu xe và thuế môi trường. Bộ Công Thương cũng định hướng xây dựng, phát triển công nghiệp hỗ trợ cung cấp linh kiện, phụ tùng cho sản xuất, lắp ráp xe điện, xe hybrid, xe sử dụng năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu xanh mới khác. Theo ông Đào Công Quyết,
trưởng tiểu ban truyền thông Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA việc tăng chính sách khuyến khích ưu đãi cho các dòng xe thân thiện môi trường thông qua giảm thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ hỗ trợ thị trường chuyển đổi từ sử dụng xe động cơ đốt trong sang xe thuần điện. Do đó, đại diện VAMA kiến nghị nhà nước xem xét giảm thuế, suất thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid từ mức 100% xuống bằng 70% mức áp dụng cho xe chạy bằng xăng, dầu cùng loại. Thuế suất áp dụng cho xe PHEV, xe hybrid sạc điện bằng 50% mức áp dụng cho xe chạy bằng xăng, dầu cùng loại, tức giảm thêm 20% so với hiện tại. VAMA kiến nghị giữ nguyên mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt như hiện nay đối với dòng xe pick-up chở hàng cabin kép mức 15%, 20% và 25% tùy dung tích xi lanh. Theo lý giải của đại diện VAMA, nhiều khách hàng ở vùng khó khăn có nhu cầu sử dụng loại xe này vì giá rẻ, phù hợp điều kiện địa hình. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phân phối Vận hành và Bảo trì sạc ô tô điện EverEV kiến nghị giá điện cho trạm sạc xe điện nên áp dụng theo giá dành cho nhóm khách hàng sản xuất thay vì nhóm kinh doanh. Nếu thực tế việc phát triển các trạm sạc xe điện đối mặt với khó khăn như không có quy hoạch cấp nguồn điện, quy hoạch sử dụng đất cho trạm sạc, ông Cường kiến nghị rà soát, bổ sung các địa điểm có thể xây dựng trạm sạc xe điện, trong đó bổ sung quy hoạch xây dựng các trạm sạc điện ở tất cả tòa nhà, khu chung cư, trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc với thủ tục đơn giản, tránh chồng chéo. Theo tiến sĩ Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam, Trung Quốc đã có bài học điển hình về việc áp dụng các chính sách ưu đãi theo từng giai đoạn, điều chỉnh phù hợp với độ trưởng thành của thị trường. Quốc gia này áp dụng mạnh mẽ chính sách ưu đãi, trợ giá cho sản xuất dòng xe này, cũng như cho hoạt động sản xuất, lắp đặt, trạm sạc trong giai đoạn thị trường sơ khai. Sau đó giảm dần ưu đãi từ năm 2020, khi thị trường đã trên đà phát triển. Do đó, Việt Nam cần sớm cụ thể hóa và áp dụng các giải pháp, chính sách ưu đãi, khuyến khích tiêu dùng cũng như sản xuất nội địa. Song song với đó là xây dựng lộ trình thắt chặt tiêu chuẩn về khí thải từ phương tiện ô tô.